Good morning, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà Facebook và YouTube của Ngọc Ánh. Bữa nay San Jose thời tiết rất là đẹp, mùa hè nhưng mà giờ này 70-75 độ ha. 29 tháng 7 2021, sáng thứ năm. Trời rất là đẹp, mấy đứa nhỏ ra park chơi xung quanh nhà, có rất nhiều cái park đẹp. Cái park này nó vẫn nằm trong cái county park, mình đóng membership 1 năm 90 đồng, mình đi được khoảng chừng 10 cái county park, ở đây rất nhiều cái park đẹp. Còn nếu mình không đóng membership thì mình đóng 6 đồng tiền vô cổng, giống như Hellier Park, rồi cái này là Marshall Cotto Park, nằm ở đường Santa Teresa với là Snell, gần khu đây. Park này cũng gần ở chỗ Blossom Hill, đi rất là đẹp. Thường vô tới mùa pumpkin patch á, thì cái park này nó có rất là nhiều cái chỗ đất trống, người ta những người dịch vụ mà làm pumpkin patch cũng đem về đây họ bán buôn đồ, nó cũng vui lắm. Park rất là đẹp, nó rào mấy cái cây này lại nè, mấy cây này cũng có tính cách cổ xưa, nó bảo tồn. Mấy cây này là cây oak native landscaping. Chiều cao 100 feet, chiều ngang 100 feet ha. Twice a month, một tháng tưới nước 2 lần. Nó rào lại cái cây này, nó rào lại. Nó bảo tồn cây này. Những cây oak thì gỗ. Nó làm mấy cái chuồng này cho chim á, nó bay vô, nó ngủ, nó nghỉ, nó trốn. Tại vì chỗ này rất là nhiều chim, mà chim trời chứ không có kiểu mà nuôi theo ở nhà để cho thả tự do, đi đi về về. Rất là đẹp. Mấy nhỏ vô đây chơi gì thích. Vô đây dắt bò sữa. Bò này bò đá lấy đâu có sữa. Mấy cái khúc gỗ này họ cưa rồi họ làm gì rất là đẹp. Tụi nhỏ nó chơi đây thích lắm nè. Nguyên một cái park ở bên đó là dành cho những học trò mà nghiên cứu về agriculture, nông nghiệp rồi đó. Mấy cái lớp field trip high school nó cũng đi. Ồ, chỗ này ngồi buổi tối hát ca chiều ngắm mặt trời cũng vui quá. Đẹp. Xe máy cài đồ chơi. Animal farm. Ngựa, heo, gà. Bên đây đồ bằng xi măng chứ không phải đồ thiệt. Còn đồ thiệt phải qua bên cái park Emma Bruce Park. Đó, mấy anh chê. Nhiều năng lượng. Joe, I see you. You guys dance Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style kìa. Gangnam Style ở trong cái chỗ này mà làm Gangnam Style hả? Mấy cái gỗ mục này làm gì thì té xuống cũng không có đau. Mấy nhỏ leo trèo thợ nhiêu đây là nó ra đây nó quậy banh, chỗ này là nó có năng lượng, nó xả khí nữa rồi. Trong nhà nhảy quậy ghét mà chịu nổi đâu. Chỗ này nó có một cái chỗ rất là đặc biệt mà mình thích lắm nè. Cái park này thì nó là county park nên nó rất là bự. Và trong đây có những cái bãi để cho những cái chiếc xe giống như RV vô cũng được, cũng rất là to. Có những chỗ parking rất là to cho RV, có bathroom rất là sạch sẽ. Xung quanh họ trồng những cái nho không à. Những cái vàng này là vàng nho đó. Đó, họ trồng theo vàng nho vậy nè. Trời, tưởng tượng mấy lá nho này đem về làm bò cuốn lá nho chắc ngon lắm. Không có lá lốt, mình ăn lá nho nướng ngon hơn lá lốt. Đó, đây là mấy chị sóc. Ôi, mấy đại ca sóc này mình sợ lắm luôn. Quậy banh nóc nhà nè. Cỏ khô tội nghiệp. Đó. Quậy banh sóc. Sóc là quậy banh. Nguyên cái park này bự dữ lắm luôn. Tha hồ mà ra đây chơi thả diều. Giờ này không có gió, chứ có diều sẵn rồi, có gió là chơi thả diều. Oh, so cute. Wow, sóc này sóc đốm đốm. Đẹp cho chỗ nhảy nhanh dễ sợ luôn vậy đó. Phóng. Nhanh như sóc, nhanh như thỏ. Nó đào mấy cái lỗ nè, quậy banh đó, mấy con sóc nè. Cái park bự lắm, tha hồ mà ra đây đi đi bộ nè, không chạy xe đạp nè. Khu trong kia là khu Braham. Trước mặt mình ở trên cái đồi đó là cái trường trường Christian School, Private Christian School High School đó, trường Valley, Christian Valley High School nó trên đường Braham, khu Braham. Nguyên cái trường đó là trường trường tư.
trường tư của mấy em high school. Chỗ này thoáng lắm. Chỗ này mình có nguyên cái chỗ này, có nhà này ngồi để barbecue nè ha. Nguyên cái lò barbecue mà bự bự to đụng luôn á. Đó, đi mà hội đoàn mà ra đây ngồi là sướng lắm. Nó rộng mông lung vậy là coi như là ra đây hít với thở khí trời. Fresh air nè. Nguyên một cái dàn ghế đá rất là sạch sẽ. Rồi ở đây thì những cái cây ốc. Chỗ này gọi là Edith Lester Group Picnic ha. Để coi có reservation không. Đây. Group Picnic. Ôi trời ơi, bà này sinh năm 1915. 100 tuổi hơn rồi. Bà thừa kế lại cái nhà này, cái đất này. Ôi bà không có chồng, không có con luôn. Rồi giờ bà để cái bất động sản này lại đây. Thành ra cho thành phố để mà cho quần chúng vô coi luôn. Họ phải có permit để dùng cái lò barbecue. Rồi. Cái park này tên là Marshall Cotto Park. Vui. Bây giờ cái park này nó của thành phố rồi thì thành ra mình cứ đóng tiền membership mình đi park. Tới nguyên cái county park này thì thường thường những người trẻ như mình thì không có cái ưu tiên nào hết. Còn những người mà retire, những người trên, những người senior như đóng một năm có 30 đồng mà. Membership cho người già gì cũng được ưu đãi hết trơn á. Còn những người trẻ như mình thì không có diện đặc biệt thì nó đóng 90 đồng một năm. Một năm nguyên cái county này rất là nhiều cái park. Nếu mà mình thích đi park xuống. Rất là sạch sẽ luôn. Cái lò barbecue này á, mình nướng cho mỗi lần mà tiệc tùng hội đoàn mà ra đây picnic á. Nguyên cái lò này bỏ than vô đây xài sướng lắm luôn nè. Material này rất là tốt. Ở bên heo giờ park cũng có như vậy nè. Nướng là nướng như vậy ăn mới đủ, chứ còn nướng một hai cơ một cái lò nhỏ nguyên cái đám đông có 100 người chừng nào mới có thịt ăn. Bởi vì mình phải trả tiền, những chỗ này mình phải trả tiền. Đó, người ta khóa lại nè. Đó, khóa lại. Bàn ghế rất là sạch sẽ nè. Bằng xi măng cứng lắm. Đó là có cái nhà. Ở ngoài đây sóc quá chừng, nó rất là thiên nhiên luôn kìa. Nguyên một đàn sóc luôn kìa. Đây được hai cái lò nướng barbecue bự. Ghế quá trời ơi, như đây là cả 100 người chơi vô tư luôn. Book cái event ngoài đây là mướn cái, mình mướn về mình phải trả tiền ha. Mướn về thì mình trả tiền thì mình chơi vậy cũng sướng. Quá đã. Kế bên nhà mình luôn. Bục nhà không có thiền, thường thường mình thích đi rong rong những chỗ xa xôi, vạn dặm gì đó. Chứ kế bên nhà mình quá chừng cảnh đẹp mà nhiều khi bận rộn tứ bề. Đó. Những cái cây này là loại cây ít nước nè, thứ hoa dại nè. Nhưng mà hoa dại cũng đẹp lắm, nó có cái đẹp của hoa dại. Không cần nước nhiều, mà cũng ra bông rất đẹp luôn á. 4-6 tầng chèn rồi mới cần nước, tiết kiệm nước quá ha, trồng mấy thứ này lợi hại ghê á. Vẫn sống nhân răng. Sắp nè, nhảy tưng tưng qua đây nữa nè. Mình càng ra thiên nhiên mình rất thích là mình mới thấy là thế giới này hoa cỏ nó cứ sống theo cái mùa. Chúa dựng nên cái gì cũng đẹp. Tất cả loài hoa với loài cây thiên nhiên rất đẹp. Biển trời. Nằm trong nhà hoài tù quẩn quá. Đó, nguyên cái dòng họ nhà này nè. Đó, family legacy nè. Cái dòng họ nhà người ta có gia phả giàu có quá rồi giờ người ta để lại cho thành phố để cho bá tánh đi nè. American Farm năm 1951 thành cổ. Và wow, nguyên cái khu này bự dữ lắm luôn. Năm 48 2010 Uncle Monty.
Wow, cái cây gỗ này tụi nhỏ vô đây chơi trốn trong đây. Cái này để rờ cái gỗ thiệt hay là người ta làm cái nhựa mà người ta chế thành cái cây gỗ nha. Rồi đó. Oh no, cái cây này là cái bồn này là bằng xi măng. Xi măng mà họ sơn cái màu giống như cái cây. Bằng xi măng. Wow, trên đây có nguyên một cái tròn tròn chơi hide and seek đã lắm nè. Có ai lên cưỡi ngựa không? Vậy qua đi qua cưỡi bò đi. Vậy qua đây leo lên đây đi. Ồ, mấy cái cỏ, mấy cái hoa này, hoa rừng. Rất là nhìn giống như kiển nha ha. Rất là đẹp luôn, không có cần nước nhiều, mấy cái thứ này không cần nước nhiều. Giống như đi vô mấy cái botanical garden ở trên trường Santa Cruz. Nó cũng trồng cái loại cây này rất là nhiều. Mùa xuân đi ra đây mấy cái hoa dại đầy hết á. Rất là đẹp. Hôm bữa trước thì ra đây rất là nhiều người, họ đem diều ra đây chơi, rồi đem ghế bố ra đây nằm barbecue picnic, ngắm chim bộ. Open space fresh, nguyên một cái hàng kiển người ta trồng rất là đẹp ha. Nhìn giống như cây thuốc lá vậy. Thẳng bằng à. Nhiều người cũng trồng cái loại cây này trong nhà, cây kiển nè. Cái này cũng gai nhọn lắm, té đâm vô đi mà đụng vô đây té đâm lắm á, đâm là đau lắm đó nè, cái này nhọn lắm luôn nè. Gai nhọn. Discovery Farm. Đủ thứ. Đủ thứ để enjoy ở ngoài đây. Mang thằng lằn với rắn mối cũng nhiều lắm nè. Native brown tolerant landscape. Đây, hoa dại không cần nhiều nước. Ồ, nó có tên nè. Nó có tên của cái hoa này, hoa gì đây? California Rose. Hai tầng mới tưới nước một lần. Wow, nhìn nó cũng tươi mát mà không cần nhiều nước. Có bathroom đằng đó thêm cái nữa, nguyên phạt bự lắm. Bên đây thêm một chỗ barbecue picnic nữa nè. Nếu mà đi đông người quá thì phải make reservation, còn ít ít người thì first come first serve. Quá đã. Ok, đang mê cái lá nho này, mấy cái vàng nho này. Đặc sản Cali là lá nho rất nhiều. Và chỗ này họ trồng những cái thứ này toàn là cái thứ không cần nhiều nước không. Last. Don't make that noise. Don't make that noise.
Ai lên cởi mấy con heo nè. Ai lên cởi mấy con heo Peppa Pig nè. Nó đi ra chăn gà nè. Đây cây ăn trái. Deer grass, cỏ mà cỏ nai. Đó, đẹp chưa? Native ground tolerant. Một tuần tưới nước có một lần, hai lần thôi mà nó vẫn xanh ha. Rất là đẹp. Đây, cái farm kế bên đây họ trồng cây ăn trái. Cái cây này cây gì đây? Cây này cây gì em không biết nữa. Nói chừng đất trống rồi.